Độ Mixi dương tính COVID-19 nhưng vẫn quyết làm điều này ngay trong đêm khiến netizen thán phục. Là một trong những streamer hàng đầu Việt Nam, Độ Mixi nổi tiếng trong giới và sở hữu lượng fan đông đảo ở hầu hết các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, anh chàng cũng nổi danh trong khoảng sủi stream. Danh sách những nguyên nhân để trốn lên sóng cũng phải đến 1001 lý do, mang tính chất nửa đùa nửa thật, mà người xem ai cũng biết mục đích là gì. Thậm chí Độ Mixi còn bị fan gọi vui là Lương Cao Bằng. Thế nhưng mới đây anh đã chứng minh rằng mình cũng yêu công việc và fan đến cỡ nào khi vừa thông báo hai vạch nhưng vẫn quyết tâm on the mic trong đêm. Cụ thể mới đây tộc trưởng đã đăng đàn. Hí anh em, nay tôi thấy họng ngứa ngứa nên ngoái thử thấy lên hai vạch. Giờ đang sắp xếp lại công việc nên nay stream muộn một tí nhé. Lát nữa khoảng 23 giờ tôi stream benimo.tv Mixi. Hơi mệt nên chỉ chơi Zela tí rồi nghỉ thôi anh em nhé. Chúc cả nhà giữa tuần vui vẻ. Theo đó, khi nhận thấy mình có dấu hiệu nhiễm COVID-19, đau họng, người mệt mỏi, ngứa cổ, Độ Mixi đã thực hiện test nhanh và kết quả không mong muốn đã đến. Anh cho biết bản thân cũng test lại để đối chiếu kết quả chắc chắn hơn. Nam streamer cũng tiết lộ băng cua dự định sẽ quay lại vlog nhật ký những ngày điều trị để phát cho fan xem sao. Dù cho biết tình hình sức khỏe có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng lên sóng giao lưu cùng người hâm mộ. Bên dưới bình luận, nhiều fan cũng động viên tập trưởng sớm bình phục. Nếu nhận thấy không đủ sức khỏe có thể off stream để chuẩn bị cho lần quay lại bùng nổ sau. Tuy rất lo lắng cho idol của mình nhưng thấy tập trưởng vẫn vui vẻ trong buổi live stream, cộng đồng fan cũng an tâm phần nào. Được biết, ngoài những giờ phút chơi game vui vẻ cùng những người anh em, Độ Mixi còn thường xuyên dành thời gian đầu buổi live stream để trò chuyện, chia sẻ cùng người hâm mộ. Cách đây không lâu, nam streamer này đã nhận được một câu hỏi từ fan của mình. 24 tuổi mà công việc của mình chưa ổn định thì có phải là thất bại quá không? Sau đó, nam streamer đã chia sẻ góc nhìn của mình, khiến nhiều người tấm tắc vì hợp lý. Theo Độ Mixi, chẳng có thước đo nào là thước đo của sự thành công cả. Đến bây giờ tôi vẫn bảo với các bạn là tôi chưa thành công vì có nhiều thứ tôi chưa đạt được, chưa làm được, hoặc là bản thân tôi có nhiều thứ tôi chưa hoàn thiện. Không phải tôi không hoàn thiện được mà tôi cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện, nên đấy chưa phải là thành công. Nhưng không có định nghĩa nào là định nghĩa về thất bại cả. Khi mà các bạn còn sức, còn lành lặn chân tay, bộ não của các bạn vẫn còn phát triển và vẫn suy nghĩ được như một người bình thường, thì các bạn chưa có dấu hiệu thất bại. Thậm chí ngoài kia còn đầy người bị tai nạn giao thông, sinh ra cụt tay cụt chân, thiệt thòi hơn bao nhiêu người khác nhưng vẫn đứng lên đi làm bươn chải cuộc sống. Vậy tại sao bạn lại cho mình là một người thất bại? Với quan điểm của mình, có thể thấy Độ Mixi không hề bằng lòng nhận rằng mình là người thành công dù có rất nhiều thành tựu, sự nổi tiếng lẫn tiền bạc. Anh cũng cho biết mình vẫn còn khiếm khuyết cần sửa đổi và điều này cần thời gian. Đồng thời, nam streamer cũng chỉ ra suy nghĩ tiêu cực lệch lạc của bạn trẻ, đặt ra câu hỏi và khẳng định rằng chẳng có ai thật sự thất bại cả. Câu trả lời của Độ Mixi hướng đến sự lạc quan tích cực và điều này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả. Giá trị của một người cộng đồng là đây, nhiều người tự cho mình là người của công chúng thì nên học thêm cách tư duy của bản thân. Mình nghĩ nó thất bại thì nó sẽ là thất bại. Nhưng khi mình nghĩ nó tích cực hơn thì nó là thành công. Động lực đến từ anh Độ, cảm ơn anh. Bên cạnh việc truyền cảm hứng cho người xem trên sóng stream qua những giây phút tâm sự hay cho lời khuyên, nam streamer còn khiến fan tâm phục khẩu phục từ những câu chuyện trong cuộc sống ngoài đời. Không kể đến các chiến dịch tình nguyện, có những hành động dù rất nhỏ nhặt nhưng cũng nói lên được sự chu đáo và quan tâm của Độ Mixi tới người khác, dù đó có thể là người xa lạ mà anh chưa bao giờ quên. Cụ thể cách đây không lâu, trong buổi live stream của mình, Độ Mixi đã kể lại câu chuyện của mình khi trên đường về nhà. Cụ thể, nam streamer đã đi sau soi đèn cho một người lạ trên đường. Tôi gặp ông chú, không rõ là ông chú hay bạn trẻ, ở thành phố Bắc Cạn tầm 12 giờ đêm. Từ thành phố Bắc Cạn đi chắc phải 20 cây hay 30 cây, thấy đi một mình đường tối quá nên tôi cứ đi đằng sau. Ông chú này chắc là cũng biết tôi đi đằng sau, tôi soi đường. Trời thì mưa mà áo mưa của ông chú che cả cái đèn mà. Đường tối om mà ông chú vẫn đi được ạ. Thế là tôi cứ đi đằng sau, tôi soi đèn. Tôi cũng không có nhu cầu đi nhanh, đường đèo nó tối như thế này cơ mà.